Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Tổng thống Putin phát cảnh báo ngầm Trung Quốc sẽ trả giá đắt vì tham lam, hai tay dâng mảnh đất vàng cho Nga. Lộ chiến dịch Mỹ bơm tiền cho Ukraine lừa bẫy, lính đánh thuê Nga, Tổng thống Putin đã đúng từ một năm trước. Và sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tổng thống Putin phát cảnh báo ngầm Trung Quốc sẽ trả giá đắt vì tham lam, hai tay dâng mảnh đất vàng cho Nga. Với tuyên bố về Mãn Châu, ông Putin đã chỉ ra rằng nước Nga không quên những lợi ích của Moscow tại vùng lãnh thổ lịch sử đang nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Đối với nhiều người, những bức ảnh có mặt của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều để lại ấn tượng về một tình bạn thân thiết tuyệt đối. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, cả Moscow và Bắc Kinh đều có những giai đoạn thù địch trong quá khứ và từ chối chấp nhận quyền tối cao của nhau. Một điều rõ ràng là Trung Quốc đang tìm cách xâm lấn vào vùng ảnh hưởng của Nga ở Trung Á, Bắc Cực và Đông Âu. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với vùng viễn đông của Nga và thành phố cảng Vladivostok. Về phần mình, Nga cũng nhắm tới một vùng lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc, đó là Mãn Châu. Moscow quan tâm tới vùng lãnh thổ này vì những lý do lịch sử. Năm 2019, Tổng thống Putin đã cam kết sẽ giải quyết vấn đề bảo tồn di tích lịch sử của Nga ở vùng đông bắc Trung Quốc Mãn Châu. Với tuyên bố này, ông Putin đã chỉ ra rằng nước Nga không quên những lợi ích của Moscow tại vùng lãnh thổ lịch sử đang nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Lịch sử Mãn Châu và xung đột Trung-Nga. Theo trang tin TFI, lịch sử các cuộc xung đột Trung-Nga ở Mãn Châu bắt đầu vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Đế quốc Nga xâm lược Mãn Châu sau cuộc chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhất giai đoạn năm 1894 đến năm 1895, Trung Quốc thua trận và Nga quyết định chiếm quyền kiểm soát Mãn Châu từ tay người Nhật. Tính đến năm 1900, phần lớn Mãn Châu nằm trong sự kiểm soát của người Nga. Tuy nhiên, khu vực Mãn Châu một lần nữa bị kéo vào chiến tranh năm 1904 khi Nhật Bản tấn công cảng Athos do Nga điều hành. Quân Nga đã bị đánh bại trong cuộc chiến với Nhật Bản, buộc phải nhượng lại quyền kiểm soát cảng Athos và một số vùng của Nam Mãn Châu. Sau đó tới năm 1929, Liên Xô giành lại quyền kiểm soát đường sắt phía đông ở Mãn Châu. Người Liên Xô đã tiến hành thêm một nỗ lực nữa để giành quyền kiểm soát toàn bộ Mãn Châu trước khi Thế chiến II kết thúc. Các lực lượng Liên Xô đã tuyên chiến với Nhật Bản và tấn công vùng lãnh thổ ở Mãn Châu do Nhật Bản kiểm soát vào tháng 8 năm 1945. Trong chiến dịch quân sự thần tốc, Liên Xô đã đánh bật quân Nhật ra khỏi Mãn Châu. Tuy nhiên, vào năm 1946, các lực lượng Liên Xô đã rút khỏi Mãn Châu do hệ quả của cuộc nội chiến Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã nắm quyền kiểm soát khu vực này. Song Liên Xô cũng không rút đi tay không. Lực lượng ở Mãn Châu đã chiếm được cơ sở hạ tầng công nghiệp do Nhật Bản để lại và chuyển giao cho chính quyền Liên Xô trước khi rút đi. Xu hướng liên kết với Viễn Đông. Một số thành phần tại Trung Quốc có xu hướng liên kết Mãn Châu với vùng Viễn Đông của Nga. Họ gọi đó là Đại Mãn Châu và nỗ lực đưa ra yêu sách đối với khu vực do Nga nắm giữ. Thế nhưng, theo TFI, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm liên kết vùng Viễn Đông của Nga với vùng ngoại ô Mãn Châu có thể sẽ phản tác dụng đối với Bắc Kinh. Trang tin này cho rằng việc Nga nắm quyền kiểm soát vùng Viễn Đông như thế nào giờ đây là vấn đề của lịch sử và học thuật. Người dân ở vùng Viễn Đông không chống đối Moscow và nơi này hiện đang chứng kiến những kế hoạch lớn của Tổng thống Putin nhằm mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế và công nghiệp trong khu vực. Trên thực tế, vùng Viễn Đông của Nga có tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Do nằm gần khu vực Bắc Cực đang tan băng, nơi sẽ trở thành trung tâm thương mại và vận tải giữa châu Âu và châu Á trong thập kỷ tới, gia tăng các vấn đề bất ổn ở Mãn Châu. Trong khi đó, theo TFI, người dân Mãn Châu dường như đang ngày càng mất niềm tin vào Trung Quốc. Mãn Châu là nơi sinh sống của người Mãn Châu, dân tộc thiểu số lớn thứ tư của Trung Quốc. Người Mãn Châu khác biệt về mặt sắc tộc đối với cộng đồng người Hán đang chiếm đa số ở Trung Quốc. Đường lối của Trung Quốc hiện nay được đánh giá là đang làm suy yếu lợi ích của các cộng đồng dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mãn Châu. Điều này có thể gây ra sự bất mãn và thậm chí làm nhen nhóm chủ nghĩa ly khai ở vùng này. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở Mãn Châu cũng mờ nhạt. Phần lớn mức tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc kể từ những năm 1980 đều tập trung ở miền Nam, miền Trung và Đông Nam Trung Quốc. Nga có thể chinh phục Mãn Châu. Đối với Nga, nước chưa hề quên lợi ích lịch sử của mình. Ở Mãn Châu thì một cuộc chinh phục khu vực này không thực sự là một lựa chọn lý tưởng trong bối cảnh hiện nay.
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Moscow vẫn có thể có những tác động gián tiếp tới khu vực này. Hơn nữa, khi Nga tăng tốc phát triển vùng Viễn Đông giáp với Mãn Châu thì người Mãn Châu chắc chắn sẽ cảm thấy không hài lòng bởi sự chênh lệch khu vực ngày càng tăng ở Trung Quốc. Cuối cùng, họ có thể sẽ phát triển xu hướng và phong trào thân Nga khiến Bắc Kinh ngán ngẩm. Lộ chiến dịch Mỹ bơm tiền cho Ukraine lừa bẫy, lính đánh thuê Nga, Tổng thống Putin đã đúng từ một năm trước. Thông tin độc quyền CNN đăng tải trùng khớp với những gì ông Putin nói từ một năm trước. Mỹ bơm tiền cho Ukraine đặt bẫy, lực lượng an ninh Belarus đã ập tới một khu nghỉ dưỡng ven hồ bên ngoài thủ đô Minsk để bắt giữ 32 người Nga vào một ngày mùa hè năm 2020, chỉ chưa đầy 2 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Belarus hồi năm ngoái. Chính quyền nghi ngờ những người này được cử tới từ Nga để can thiệp vào tình hình Belarus. Trên thực tế, đúng là họ có nhiệm vụ riêng. Nhưng mục tiêu không phải là Belarus và họ cũng không hoạt động theo mệnh lệnh của bất cứ cơ quan nào của Moscow. Họ đã bị dàn xếp. Theo thông tin độc quyền của CNN, 32 người kể trên được cho là lính đánh thuê Nga và là mục tiêu của tình báo Ukraine với hoạt động được cho là có sự hỗ trợ của Mỹ. Dẫn lời ba cựu quan chức tình báo quân đội cấp cao của Ukraine, CNN mô tả cách thức tiến hành chiến dịch nhử 32 mục tiêu ra khỏi Nga, những mục tiêu mà Kiev cho là có liên quan tới cuộc giao tranh ở đông Ukraine. Đầu tiên, các đặc vụ Ukraine giả làm một công ty quân sự tư nhân của Nga và tuyển dụng cho các vị trí bảo an với mức lương cao bất thường tới 5.000 USD một tháng để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ Venezuela. Theo nguồn tin của CNN, đã có hàng trăm nhà thầu Nga đăng ký làm việc và tình báo Ukraine đã lợi dụng cơ hội này để điều tra kinh nghiệm làm việc và cuối cùng lọc ra các mục tiêu. CNN nhấn mạnh rõ ràng điều này có lợi cho tình báo Mỹ, dù quan chức Mỹ phủ nhận vai trò trực tiếp liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, quan chức tình báo Ukraine khẳng định chiến dịch do Kiev dẫn đầu nhận được tiền, hỗ trợ kỹ thuật và lời khuyên từ tình báo Mỹ CIA về cách thức dẫn dụ các lính đánh thuê người Nga. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã phủ nhận thông tin này với CNN, nhưng Reuters đã có xác nhận từ cơ quan an ninh liên bang Nga rằng thông tin kể trên là chuẩn xác. Từ một năm trước, Moscow Times đã đưa tin về quan điểm của Tổng thống Nga Putin về vụ việc. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin nói, chiến dịch này do các cơ quan đặc vụ của Mỹ và Ukraine thực hiện. Đó là chuyện ai cũng biết và một số người tham gia hoặc thông thạo tình hình thậm chí còn chẳng buồn giấu giếm. Ông Putin cho hay nhóm người Nga đã bị lừa tới Belarus bằng giấy tờ giả mạo. Quan chức Mỹ cũng thừa nhận Mỹ có biết về chiến dịch của phía Ukraine, sự thất bại của Ukraine. Những người Nga được thông tin là sẽ bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để nối chặng đến Kakarat. Mục đích thực sự là nhằm đưa họ tới Ukraine để bắt giữ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tạo ra một bước ngoặt khi Nga quyết định đóng cửa biên giới để chống dịch, ngoại trừ lối di chuyển sang nước láng giềng Belarus. Vậy là những người vừa được tuyển dụng lên ô tô và di chuyển bằng đường bộ tới Minsk. Đến Minsk, họ được biết là phải lưu lại vài ngày và được chuyển tới Belarus Soka Sanatorium, một khu nghỉ dưỡng ngay gần thủ đô. Lúc này các lính đánh thuê có vẻ không thoải mái, nếu không muốn nói là nghi ngờ. Một nhân viên khu nghỉ dưỡng chia sẻ với CNN, tôi vẫn nhớ là mình đã gặp họ, một lính gác khu nghỉ nói với CNN. Họ ở đây vài ngày, họ không làm gì gây phiền hà với chúng tôi. Vụ bắt giữ là một sự bất ngờ. Thời gian trì hoãn kéo dài, đủ để cơ quan an ninh Belarus hành động chỉ vài giờ trước khi nhóm người lên máy bay. Một cựu cố vấn tổng thống ở Belarus cho biết, ban đầu chính quyền Belarus tin rằng nhóm người Nga được cử tới Belarus để gây bất ổn cho cuộc bầu cử lúc đó đã cận kề và họ bối rối trước hành động đầy bất ngờ từ phía đồng minh Nga. Về phía Nga, Điện Kremlin phủ nhận việc đưa người tới can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus. Còn về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại ra mặt. Ông kêu gọi dẫn độ những người Nga nói trên tới Ukraine trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Belarus vài ngày sau vụ bắt giữ. Mấy hôm sau, ông Lukashenko khước từ yêu cầu của ông Zelensky. Tổng thống Belarus đã trao đổi với Tổng thống Nga Putin và cả hai nhà lãnh đạo đều tự tin có thể giải quyết tình hình. Một tuần sau cuộc gọi đó, Nga tuyên bố đón 32 người Nga bị bắt giữ ở Belarus trở về. Tổng thống Ukraine Zelensky vì công khai phủ nhận chiến dịch của Ukraine và xuất hiện trên truyền hình với phát ngôn Kiev bị lôi kéo vào vụ việc. Quan chức Ukraine đã không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin của CNN. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng thông tấn này, chiến dịch thất bại là một đòn đánh nghiêm trọng với tình báo Ukraine, những người đã mất gần 18 tháng để giăng bẫy.